Chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy ha. Kênh YouTube mà chúng tôi chuyên chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh quán ăn nhà hàng, cũng như là giới thiệu về các loại máy móc chế biến thực phẩm. Thì video hôm nay Điện Máy ha sẽ giới thiệu với các anh chị một chiếc nồi nấu đậu, đậu phụ. Ngoài Bắc gọi đậu phụ, mà có thể người miền Nam gọi đậu hũ. Thì hiện tại chiếc nồi nấu đậu phụ này đang có dung tích là 60 lít và sử dụng điện, tủ điện là tủ điện rời, và dùng nước để truyền nhiệt, nấu gián tiếp dùng nước để truyền nhiệt và không cần phải khuấy đảo. Đây là một trong những thiết kế và có cải tiến nó khá là hay và nó khá là tinh tế của đội ngũ kỹ thuật của Điện Máy ha trong nhiều năm sản xuất và cũng như là cung cấp hàng hóa ra thị trường. Thì trước tiên em sẽ giới thiệu sơ bộ về cái tổng quan về chiếc cái nồi nấu đậu phụ 60 lít này. Như các chị đang thấy trên màn hình đây là chiếc nồi này được thiết kế dạng khối trụ tròn. Chân thì có bánh ba bánh xe, có khóa để cố định. Và chất liệu inox thì là inox 304 xước cao cấp, inox chuyên cho các thiết bị cho nhà hàng, khách sạn. Nắp vung thì là nắp vung dạng nắp vung bán nguyệt, chỉ đây. Đó. Nắp vung thì nắp vung dạng bán nguyệt rồi. Rất tiện lợi, dễ dàng mở này. Đó. Dễ sử dụng. Chúng ta có thể mở một nửa nắp hoặc mở cả hoàn toàn nhất cả nắp ra. Đó, phía trước này, anh chị nhìn thấy đây là có một chiếc van khóa này. Chiếc van này có tác dụng để là chúng ta xả đậu hũ ra, hoặc cũng có thể là dùng để thau rửa vệ sinh sau khi đã kết thúc một mẻ nấu. Còn bên cạnh em đây là có một cũng là một chiếc khóa, nhưng khóa này là để xả cái khoang nước chứa nước lọc. Khoang này thì là nó sẽ như một ngày ta có thể thau rửa vệ sinh một lần để đảm bảo cái nước nó sạch, hơi nước nó sạch và nó đảm bảo vệ sinh cái thực phẩm của chúng ta không bị ảnh hưởng cái nguyên liệu thành phẩm mà đậu hũ sau trong quá trình đun. Còn tiếp theo bên này nhìn đây là có một cái van một chiều. Đó. Thì van một chiều này thì nó tác dụng là nó sẽ cân bằng áp suất. Vì khi chúng ta cấp cái nước trong nồi đang sôi rất nóng, nhiệt độ cao mà chúng ta cấp nước lạnh vào cái đầu này thì xảy ra cái việc mà nó áp suất thay đổi đột ngột. Và nó nếu mà như chúng ta không có cái van áp suất một chiều này thì nó sẽ hút ngược cái đậu hũ từ cái đậu phụ từ cái khoang này, khoang trong này, hút ra cái khoang chứa nước. Chính vì thế mà nó gây hư hỏng và mất nguyên liệu. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng, vì những nhiều xưởng người ta sản xuất chưa có kinh nghiệm dẫn hay để quên mất cái van một chiều này. Chính vì thế mà khi quá trình đun nó gây ra hư hỏng và nó không hiệu quả trong một trong chiếc nồi nấu đậu hũ đậu phụ. Bên cạnh đó anh chị nhìn đây có một cái ống tiô. Ống tiô này thì chúng ta quan sát được cái lượng nước ở bên trong nồi chúng ta là cái lượng nước đó nó nhiều hay ít. Nếu mà nó cạn rồi thì chúng ta sẽ cần phải đổ thêm. Còn nó nhiều chúng ta sẽ trung bình thì chúng ta sau khoảng một mẻ hoặc hai mẻ đun chúng ta mới cần phải cấp nước thêm. Thì nói chung là nó khi có ống tiô rồi rất dễ quan sát thôi. Thì các chị lưu ý là chúng ta sẽ trong trình đun nó cần quan sát thế này nhá. Còn đây bên phía bên cạnh đây có là dây cáp nguồn điện này và dây tiếp điện này có tác dụng là chống giật điện. Khi chúng ta kết nối cái dây này với cọc sắt ở dưới chôn đất thì nó sẽ cam kết với anh chị là không bao giờ bị điện giật trong quá trình sử dụng. Tiếp theo giới thiệu về cái trong nồi. Em mở nắp vung ra cho anh chị xem. Trong nồi nhìn thấy có một cái cần rất là dài và nó cắm sát xuống gần đáy của chiếc nồi nấu đậu này. Thì chiếc cần này nó có tác dụng là nó sẽ lấy hơi từ cái khoang giữa nhé. Cái này nó có ba lớp này, chị nói thêm với chị này, nó có ba lớp này, một lớp inox này và một cái khoang ba phân này, nó là khoang chứa nước lọc đấy, để chúng ta đun nóng lên lấy cái hơi ta sục nóng vào trong cái khoang này và hơi nước nóng sẽ làm sôi cái đậu hũ và nó tự cuộn đảo cái đậu hũ lên. Hay đấy là và cái cuối của cái trục cái cần này, ống inox này nó có một cái cánh tản từ cái tròn để nó tản đều cái hơi nước ra, nó sẽ sục đều cả toàn bộ đáy của chiếc nồi nấu đậu hũ này. Còn đây nó có một cái lỗ kết nối với cái khóa bên ngoài để chúng ta tiến hành
xả đậu hũ, hoặc là có thể chúng ta thao rửa vệ sinh. Nói chung là những sản phẩm này được hàn hoàn toàn bằng máy hàn, chính vì thế mà nó sẽ khá là kín, chị yên tâm sử dụng. Và cái chất liệu của inox này khá là dày nhá, inox này được thiết kế là inox dày là 1.2mm nhá, chính vì thế là các chị có thể dùng 5 năm không bao giờ hỏng được cái đáy của cái chiếc nồi nấu đậu hũ này. Đây là những cái sản phẩm mà nó được cải tiến và kiểm soát rất là chặt chẽ về kỹ thuật cũng như là về cái chất lượng rồi, nên các chị yên tâm. Còn vận hành cho một chiếc nồi nấu đậu hũ, nấu đậu phụ 60 lít này thì đây chính là cái chiếc tủ điện của điện máy ha. Chiếc tủ điện này nó sẽ đóng cắt điện và điều chỉnh to nhỏ trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì các chị nhìn thấy trên màn hình đây, chiếc tủ điện này thì phía trong tủ này nó có một cái áp tổng này, áp trợ tổng này, và những cái chi tiết một vài cái linh kiện của điện. Chiếc áp tổng này có tác dụng là chống giật chị nhá. Đây là một cái yêu cầu rất là đặc biệt điện máy ha, là đối với dòng tủ điện là sẽ có gắn cái áp chống giật này. Bên ngoài thì nó có một cái automat đơn nhỏ để tăng tốc cũng như là để đóng cắt điện của thanh nhiệt số 1, và có cái chiết áp để điều chỉnh to nhỏ trong quá trình đun. Ví dụ khi sau khi đã sôi rồi, nước đậu hũ đã sôi rồi thì chị có thể tắt cái thanh nhiệt số 1 đi và điều chỉnh to nhỏ thanh nhiệt số 2 này. Đây là những cái công năng hay là những cái chiết áp để hỗ trợ cho cái việc mà người ta vận hành sử dụng cho một chiếc cái nồi nấu đậu hũ này, để đảm bảo là tiện lợi, an toàn cũng như là hiệu quả. Đây là những cái mong muốn và cái mục đích của điện máy ha khi sản xuất và cung cấp những sản phẩm này ra thị trường cho quý anh chị. Thì trên đây thì em đã giới thiệu đến quý anh chị về chiếc nồi nấu đậu phụ 60 lít rồi. Quý anh chị cần tư vấn thêm về kỹ thuật hay là tư vấn thêm về sản phẩm hay đơn giá hay là cần hình ảnh video thì chị vui lòng kết bạn Zalo hoặc là gọi đến số hotline trên màn hình, số tại trên màn hình thì để sẽ được máy Hà tư vấn và hỗ trợ quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị.